Suzuki đó giờ đó anh em ơi, bị mang tiếng là Suzuki vừa đi vừa đẩy. À, thêm nhiều anh em nói là Suzuki này nó rất là hao xăng. Hôm nay mình sẽ làm cái clip mình review về con Suzuki Viva 30D, xem nó có bền không hoặc là nó có hao xăng hay không anh em nha. Thì để mà đánh giá được á, thì chúng ta phải dựa trên ngoài một cái cục máy đã được làm chính xác cái thông số lại thì chúng ta mới có cái nhìn chính xác hơn về con Suzuki. Rồi anh em ơi, giới thiệu cho anh em thì đây mình có con Suzuki Viva 30D, bản một đĩa đã được mình dọn mới lại phiên bản màu xanh lam rất là xinh đẹp như thế này. À, con xe này có anh chủ xe ở Long An ha. Rồi anh em cùng chiêm ngưỡng qua cái vẻ đẹp bên ngoài nó, rồi xong anh em mình về tắm rửa rồi sẽ cùng đi test cái độ sử dụng nhiên liệu và cái độ bền của cái máy này anh em nha. Bây giờ mình đã gỡ cái dàn áo ra để cho anh em có cái nhìn trực quan nhất về cái khối động cơ 30D. Là năm 96-97 thì tới giờ nó đã 30 năm rồi. Thì những cái phụ tùng bên trong máy của nó đa phần đã hao mòn gần hết rồi. Thì cái con này mình đã sấy xúc bắp lại, mình thay bộ cam cò, mình sấy lồng lên cót, mình làm luôn bộ số và bộ ly hợp luôn anh em ơi. Rất là nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái việc hao xăng. Thêm cái nữa là về cái bình xăng con của nó đã quá già tỏi rồi. Bây giờ mình đã thay cho nó một bình xăng Shogun mới để cái hiệu suất sử dụng nhiên liệu là tốt nhất. À, thêm cái nữa anh em ơi, đối với ví dụ như là cái bộ ly hợp nó yếu quá nó cũng ảnh hưởng tới cái việc là sử dụng nhiên liệu nữa. Bộ ly hợp đã được làm lại luôn rồi, mình đã làm nó rất là bóc luôn rồi. Thì như thế này chúng ta mới đánh giá được chính xác về cái hiệu suất sử dụng nhiên liệu của cái khối động cơ này anh em nha. Thì đây là bên trong, bên trong của cái con xe này. Con xe này thì mình chưa hoàn thành đâu, nó mới 95% thôi, mình đang ở trong giai đoạn vô đai. Bên trong cả bên ngoài đều đẹp như nhau nha. Tất cả những cái vị trí, những cái công năng, những cái vị trí của nó đều đầy đủ hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là rút hết xăng toàn bộ trong cái bình xăng lớn và xả luôn cả xăng dư của bình xăng con. Sau đó chúng ta sẽ đi mua xăng và chúng ta đổ xăng vào đúng một lít luôn. Để chúng ta thử cái hiệu suất của cái động cơ này nha. Rồi đây, xả xăng dư nha. Thì khi xả xăng dư này mình sẽ tiếp tục đề cho nguyên cái lượng xăng ở trong ống xăng đi ra hết luôn. Mình sẽ đề này cho máy hoạt động, cho bơm xăng bơm xuống hết nè. Rồi hoàn toàn hết xăng rồi đó anh em ơi. Rồi đã hoàn toàn hết xăng anh em nha. Để cho nó trực quan thôi nha anh em ơi. Thì một cái mình sẽ niêm phong cho nắp bình xăng. Mình ghi tên vào đây. Còn một cái thì mình sẽ dán vào cái yên luôn. Vậy là tuyệt đối anh em ha. Còn bây giờ thì anh em mình cùng đi qua cây xăng để mua một lít xăng A95 đổ cho con này coi chúng ta đi được bao nhiêu km nha. Đây nè mày. Rồi ok. Anh em ơi, này là một lít nha. Một lít xăng chính xác luôn. Rồi anh em coi này ha, cái này là một lít xăng chính xác nha. Mình mua từ cây xăng ra luôn, khỏi sợ lo đông nhầm nha. Rồi ở đây là một lít xăng A95 được mình mới mua bên cây xăng về. Anh em coi ha, coi là một xăng em ơi. Đúng là một lít xăng anh em ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổ vào bình xăng này. Rồi mình sẽ thử nha. Bây giờ nè, để chúng ta thử luôn đề nha. Bây giờ khi là chiếc xe không còn xăng nè. Đó, hoàn toàn không nổ máy được nha anh em nha. Rồi tại xe không còn xăng nên chúng ta không nổ máy được. Bây giờ chúng ta sẽ đổ đúng một lít xăng vào. Và sau đó thì mình sẽ dán niêm phong lại luôn cái nắp bình xăng này. Thì đây cũng là clip để cho anh em có thể tham khảo về cái việc là cái con Suzuki Viva nó có hao xăng hay không nha. Đây là một lít xăng này, chiếc lầm này. Sẽ đổ vào. Ok, vậy là trong bình xăng này đã có một lít xăng anh em nha. Đúng một lít xăng thôi. Bây giờ sau khi đã đổ một lít xăng rồi, mình sẽ đóng cái nắp bình xăng này lại và dán cái niêm phong này lại luôn. Đây, bây giờ mình sẽ dán cái nắp niêm phong cái nắp bình xăng này lại luôn. Rồi anh em nha. Rồi như thế này là ok ha. Đối với hệ thống xăng của con Viva thì nó sẽ có một cái gác xăng tự động như thế này. Cái gác xăng này nhiệm vụ nó là gì? Là khi cái máy hoạt động nó sẽ có lực hút của cái hút này thì cái bơm xăng này nó mới bơm xăng xuống bình xăng con. Bây giờ khi chúng ta đề nè, khi chúng ta đề là cái bơm xăng này nó sẽ hoạt động ha. Đây nó sẽ hút xăng xuống anh em rồi nè. Rồi sau khi mà nó bơm xăng xuống bình xăng con thì chúng ta chỉ cần kéo nhẹ thôi. Chúng ta đề một cái nó sẽ nổ liền. Cái máy Viva được làm chuẩn anh em ơi, nó rất dễ nổ. Mặc dù là không còn một giọt xăng nào trong bình xăng con, nó rất dễ nổ anh em nha. Nó không có nổ như lời đồn đâu. Nếu mà nó khó nổ là khi trừ phi chiếc xe chúng ta đã quá già tỏi, chiếc xe chúng ta nó đã hư hỏng và nó có vấn đề gì đó nó mới khó nổ. Anh em nghe nè. Anh em nghe nha. Đây là cái lời thì thầm của cái động cơ Suzuki Viva 30D, động cơ 30D nó rất là thì thầm anh em. Odo của con này hiện tại bây giờ đang là 265.5 km anh em nha, 265.5 km. Thì chúng ta sẽ cái mức xăng của nó đây này, mức xăng của nó này nó sẽ nhích lên trên đây một trên hơn chữ E một tí xíu để mà nó chắc chắn hơn thì mình sẽ dán niêm phong cái yên này lại cho anh em luôn. Rồi, sẽ dán cái yên này lại luôn. Dán cái yên lại luôn. Rồi đây anh em ơi, dán chắc lại. Rồi như thế này thì chúng ta sẽ cùng ra được, chúng ta test cái con xe Viva này nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ tiến hành test cái con Suzuki Viva 30D này ha. Và thêm chút xíu nữa thì mình sẽ test luôn cái gia tốc, cái việc mà mình lên ga đó, mình phóng đi đó con xe nó dọn như thế nào luôn nha. Lưu ý anh em thì bây giờ là anh em mình đang chở hai, đang chở hai anh em mình là khoảng 150 kg anh em nha. Rồi bây giờ thì ô tô nó là 265.7 km. Bây giờ mình sẽ chạy một cái quãng đường.
anh em xem nè, hai anh em mình là 150 kg, mình đang khoảng chừng 50% bóng da thôi, nhưng mà con xe 70-80 nó rất là khỏe anh em. Cái con 30D so với con cút 110cc á thì nó cực kỳ nó bóng luôn. À, đang tải hai anh em mình 150 kg, mình khoảng chừng 50% bóng da thôi. Chưa mua nha, là đã cái mình đã đi được khoảng chừng 70-80 km/h rồi, mình sẽ không test mua ra, mình sẽ không test mua ra đâu, tại vì ở trong đây là trong đường chỉ cho chạy 80 km/h thôi, thì mình sẽ chạy đúng luật ra đây nha anh em nha, mình không làm sai luật nha. Anh em thấy con 30D rất là khỏe, rất là bóng nè, đây là số 4 nè, đó khi mà chúng ta nhận là có này không, cực kỳ bóng luôn. À, con xe 30D ở cái giai đoạn 596-597 ở phân khúc 110cc thì đây là một trong những con xe tốt nhất phân khúc và max speed cao nhất phân khúc. Đối với mọi người nha anh em, nó có thể lên tới 120 km/h luôn. À, đối với con 30D này nha. Rồi bây giờ thì anh em mình đã chạy được đúng 20 km. À, thằng này anh em ha, thì đây là cái hướng từ Sài Gòn, từ bên Tiền Giang anh em qua đến cầu Mỹ Thuận. Anh em qua cầu Mỹ Thuận thì quẹo vào thành phố Vĩnh Long khoảng 3 cây số sẽ đến tiệm mình anh em nha. À, chúng ta đi nha. Rồi khi anh em xuống cầu Mỹ Thuận nha, sẽ tới chỗ này gọi là vòng xây Trường An anh em nha. Thì ở bên tay trái anh em á sẽ là cái cổng chào của thành phố Vĩnh Long. Ngay trên đường này luôn anh em nha. À, đường tiệm của mình nằm trên đường Phạm Hùng, trục đường này là trục đường Phạm Hùng anh em nha. Chúng ta sẽ qua hai cái cầu và đi thêm khoảng chừng 1 cây số nữa bên tay trái. Rồi anh em ơi, bây giờ thì tới tiệm mình nha, tiệm mình ở bên tay trái nè. Anh em nhìn bên tay phải này là đường gốm. Đường gốm bây giờ hiện tại người ta đang để trang trí nha. Bên tay trái này là tiệm của mình. Giờ thì là hơn 6 giờ nên mình đóng cửa anh em nha. 6 giờ mình đóng cửa, giờ mình sẽ chạy vô tiệm. Sau một vòng chạy hết 27 km rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ vào, mình lấy cái chai xăng, cái chai xăng dự phòng rồi tiếp tục mình chạy sao cho hết 1 lít này nha. Bây giờ nó vẫn chưa hết xăng nha anh em. Bây giờ là sau 27 km chạy liên tục, chúng ta sẽ cùng nghe cái tiếng động cơ của con 30D này coi nó có bị thay đổi gì không nha. Hoàn toàn nghiêm như lúc chưa từng chạy anh em. Sau 27 km chạy liên tục và máy nó đã rất nóng rồi, nhưng mà động cơ vẫn không thay đổi tiếng kêu gì hết nha. Động cơ này rất là chuẩn anh em. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái xăng dự phòng và chúng ta sẽ đi test hết cái phần lượng xăng còn lại cho mình anh em nha. Rồi bây giờ mình đã có xăng xe cua rồi nè, hai anh em mình sẽ tiếp tục mà chạy đi cho hết cái lượng xăng cho mình này anh em nha. Anh em lưu ý là hai anh em mình đang tải nặng, tức là hai anh em mình khoảng chừng trên 150 kg, nào tải người cũng to cho nó trên 50 kg, trên 150 kg, thêm cái nữa là mình đang chạy vận tốc rất là cao nè, lúc nào cũng chạy vận tốc rất là cao để cho nó mau hết xăng, nhưng mà bây giờ nó chưa hết, tiếp tục đi thôi. Rồi anh em ơi, bây giờ là mình đã chạy được 35 km rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em cái hướng từ Cần Thơ về tiệm mình nó như thế nào anh em nha. Khi anh em chạy từ Cần Thơ về thành phố Vĩnh Long, anh em đang từ Cần Thơ đến Vĩnh Long nha. Chạy hết đường từ trái này, bây giờ lên cái hướng Đồng Thuận, Long Châu theo dòng Cần Thơ đến Cần Thơ nha. Tới cái đầu này là trái. Trái là anh em chạy từ cái dòng xoay này từ tiệm mình nó khoảng 10 km, cái dòng xoay này nha. Chúng ta chạy hết cái đường này phải phải luôn, hai cái dòng xoay luôn nha anh em ơi. Cuối cùng chúng ta quẹo trái là tới anh em nha. Tới tiệm này nó bây giờ là 45 km rồi, nhưng mà vẫn chưa hết xăng, thì bây giờ mình tiếp tục mình chạy tiếp. Rồi tới rồi em ơi, tới rồi. Rồi đây là tiệm mình anh em nha. Sau khi mà chạy 27-5 km thì tiệm mình ở bên tay phải đây, mình có một tiệm lớn, một tiệm nhỏ, bên đây là khu chuyên làm máy ha. Rồi thì cũng rất là đúng lúc bây giờ là xe nó cũng đã hết xăng rồi anh em. Để mình tự đại chút xíu nữa nha, còn nó lên được không nha. Rồi đó, bây giờ là hết xăng rồi nè anh em. Rồi hết xăng rồi, vô tiệm luôn, hay quá, ngay tiệm luôn, đúng là dịp trùng dịp mà. Rồi ngay tiệm luôn bây giờ nha, ngay tiệm rồi. Ô đô bây giờ là 309 km, tức là mình đi được 44 km với một lít xăng, hai người khoảng 150 kg, hai người, hai anh em mình khoảng 150 kg, 44 lít xăng, trong điều kiện là xăng đã được hút hoàn toàn trong bình xăng lớn và cả bình xăng con luôn, mình đã không còn một giọt xăng nào cả, mình đổ đúng một lít vào thì mình đã tiêu thụ hết theo mình đoán, tại vì nó sẽ còn cái lượng xăng nằm ở trong ống xăng và nằm trong chén xăng của bình xăng con nữa, thì ở trong đó mình dự đoán là nó còn khoảng chừng 50 ml, thì tức là chúng ta đã sử dụng 950 ml xăng cho 44 km, một hiệu suất rất là tuyệt vời anh em ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phòng đổ xăng vào và nghe lại cái tiếng máy của con V330D này sau 44 km vận hành liên tục anh em nha. Rồi chào anh em đến với cơ sở của mình nha. Đây là tiệm của mình ở số 14K Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long.
Rồi xong anh em ơi, bây giờ mình sẽ xé cái niêm phong này, xé cái niêm phong này mình đổ xăng vào và chúng ta sẽ cùng nổ máy lại con V3 3BD này để xem sao hơn là 44 km vận hành liên tục thì cái động cơ nó có thay đổi gì không nha, nó có bị kêu hay gì không nha. Chúng ta cùng coi. À, đây là cái bình xăng được mình niêm phong ban đầu anh em ha. Rồi bây giờ là nó đã hết xăng rồi, giờ chúng ta tiến hành chúng ta đổ xăng lại vào. Bây giờ chúng ta nổ máy lại cái con 3BD này nha. À, anh em thấy không? 44 km liên tục khi mà có xăng vào trong bình thôi là nó sẽ nổ ngay thôi. Anh em đợi chút xíu cho xăng nó bơm lại xuống cho mình xăng con nha. Rồi anh em cùng nghe tiếng máy của con 3BD này, nó coi nó có thay đổi gì hơn so với là ban đầu nha. Nó hoàn toàn im như lúc ban đầu luôn anh em. À, động cơ này được làm rất là chuẩn rồi, sau khi chạy hơn 44 km vận hành liên tục với nhiệt độ máy đang rất là cao như thế này nhưng mà động cơ không có hề kêu gì thêm cả. Rồi xin tổng kết với anh em ha, thì con xe này với khoảng 950 ml xăng, tại sao mình không nói 1 lít, tại vì nó sẽ còn xăng ở trong đường ống và xăng trong chén xăng anh em nha, thì khoảng chừng với 950 ml xăng mình đã chạy được 44 km, à, trong điều kiện là chở 2 người 150 kg, à, và mình chạy với tốc độ khá là nhanh đi đường hỗn hợp anh em nha, và mình đã chạy được 44 km. Bây giờ thì đây là một cái hiệu suất khá là lý tưởng đối với một cái con xe sử dụng bình xăng con anh em. À, đối với động cơ này mình chỉ phục hồi nó được khoảng chừng 90 đến 95% so với nguyên bản, là không thể nào 100% được, nên là nếu một cái con V3 đúng chuẩn với cái máy mới 3BD nha, 5.6.7 thì mình đoán rằng ít nhất nó phải là nằm ở mức tiêu thụ là 55 km đường hỗn hợp, à, anh em nha. Nên cái việc mà anh em nói con Suzuki, Suzuki hao xăng là hoàn toàn không anh em nha. Hiệu suất sử dụng nhiên liệu của con Suzuki rất tuyệt vời, từ trên 50 km một cái xăng đối với một con bình xăng con là hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tuyệt vời rồi nè. À, và thêm cái nữa con 3BD này nó chạy rất là bốc. Anh em có thể thấy á, hai anh em mình đèo nhau chạy tốc độ rất là khá là cao, khoảng chừng 70-80 km/h nhưng mà chạy rất nhẹ nhàng, rất là thoải mái anh em. À, rồi thông qua cái clip này mình cũng muốn chia sẻ cho anh em biết thêm về cái hiệu suất sử dụng nhiên liệu của con Suzuki, khẳng định với anh em rằng cái con Suzuki khi đã được làm đúng chuẩn rồi nó không hề hao xăng anh em nhé. À, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip clip này, anh em mình bỏ ra rất đầu tư rất là nhiều về thời gian để cho anh em có cái nhìn chính xác hơn về cái dòng Suzuki. À, tiếp theo những clip tiếp theo mình sẽ test độ hao xăng trên con Viva 09G lồng nhôm là 2.5 2.6, cũng đương nhiên rồi, đó là một con Viva đã được anh thợ độ Suzuki làm chuẩn lại, thì anh em sẽ coi cái hiệu suất sử dụng nhiên liệu của con 09G lồng nhôm nó sẽ như thế nào nha. Và sau một thời gian, sau một cái quãng đường vận hành rất dài liên tục và cái động cơ của con 09G nó sẽ thay đổi như thế nào, mời anh em theo dõi vào clip sau nha.